Làm sao để xác định được vị trí cái thửa đất mà không cần tới đất, thì Hiệp sẽ chia sẻ cho anh chị vài cái cách để giúp anh chị tiết kiệm rất là nhiều thời gian và công sức, không phải chạy đến cái mảnh đất mà mình ngồi tại chỗ, bất kỳ chỗ nào anh chị ngồi ở bên Campuchia, ở bên Mỹ vẫn có thể chia sẻ được cái vị trí mảnh đất cho người thân hoặc ai đó nha. Cái cách thứ nhất á, là mọi người hay dùng khi chưa biết sử dụng Google Maps là mình phải đến tận cái vị trí. Ví dụ như là Hiệp đang ngồi ở vị trí này, Hiệp sẽ bấm vào trong cái vị trí của mình ngồi. Đây cái dấu xanh đây, Hiệp sẽ bấm vào cái vị trí dấu xanh và ở đây nó sẽ hiện lên chữ là chia sẻ vị trí, và Hiệp sẽ chia sẻ vị trí này cho ai đó bằng email hoặc là bằng các cái mạng xã hội rất là dễ, thậm chí là Zalo anh chị ha. Đây là cách thứ nhất, và cái cách này nó buộc mình phải đến tận nơi. Nhưng cách thứ hai anh chị sẽ không cần đến tận nơi, miễn mình nhớ được cái vị trí của cái mảnh đất của mình nó nằm ở đâu thì anh chị hoàn toàn có thể chia sẻ cái vị trí đó. Ví dụ Hiệp sẽ có một cái mảnh đất đâu đó ở trên quốc lộ 1A này đi, và anh chị phải chọn chính xác cái vị trí của mảnh đất của mình nha. Thì anh chị sẽ bấm và giữ tay vào trong màn hình. Ví dụ là Hiệp sẽ chia sẻ vị trí là sát bên cơ sở bánh tráng Anh Thu, thì bây giờ Hiệp sẽ bấm và giữ tay vào đúng cái vị trí mà Hiệp muốn chia sẻ. Bấm khoảng 2 đến 3 giây, nó sẽ hiện lên cái dấu ghim màu đỏ. Rồi xong ở dưới nó sẽ có cái phần là chia sẻ. Đây có cái phần chia sẻ, anh chị bấm vào chia sẻ và anh chị sẽ chia sẻ qua Zalo, qua AirDrop hoặc là sao chép cái vị trí này. Ví dụ anh chị bấm vào sao chép, rồi xong sau đó anh chị sẽ vào Zalo để gửi cho bất kỳ một người nào đó. Ví dụ là Hiệp sẽ gửi cho trợ lý. Đây, giữ vào đây và lên cái chữ dán ha, anh chị dán vào đây là anh chị sẽ chia sẻ được cái vị trí mà anh chị muốn chia sẻ cho ai đó. Thì đây là hai cái cách rất là đơn giản, và đương nhiên còn rất là nhiều cách khác. Rồi anh chị biết những cách nào hãy để comment ở dưới để cho Hiệp và khán giả cùng theo dõi nha.